Xin chào mọi người đã quay lại video nhận định thị trường của Team Stock 247 ngày hôm nay, phiên giao dịch ngày 9 tháng 5 năm 2023. Thì phiên hôm nay mọi người có thể thấy là một phiên mà thị trường biến động tương đối là giằng co quanh cái mốc tham chiếu. Và sau cái phiên tăng mạnh ngày hôm qua thì đà tăng có vẻ như đã đang chững lại. Và phiên hôm nay thì cái việc mà mở cửa thị trường tiếp tục cái đà hưng phấn mở cửa có tạo gap. Nhưng mà ngay trong phiên sáng thì em đã lấp gap luôn. Và đóng cửa cuối phiên thì thị trường đóng tạo một cây nến đỏ và đóng cửa xanh nhẹ quanh cái mốc tham chiếu. Thì với một cây nến mà điều chỉnh với thanh khoản thấp hơn cái phiên tăng ngày hôm qua thì cho thấy là cũng không có gì quá là xấu cả. Thì phiên hôm nay thì chỉ là một phiên điều chỉnh gọi là bình thường thôi của thị trường, và thanh khoản hôm nay thì cũng duy trì ở mức thấp hơn ngày hôm qua. Và hôm nay thì vẫn có những cái cổ phiếu luân phiên và dòng tiền, thì hôm nay có anh chị có thể thấy rõ là dòng tiền đang luân phiên sang cái nhóm dầu khí và nhóm thép, hai cái nhóm mà điều chỉnh mạnh trong giai đoạn vừa rồi. Thì với cái thông tin là giá dầu hồi phục này, thứ hai nữa là giá thép cũng đang có xu hướng hồi phục đi lên, thì như trong cái video hôm qua có chia sẻ với anh chị là giá thép thế giới đang có xu hướng hồi phục, nên là có thể có cổ phiếu ngành thép giai đoạn nó đang chững lại, nó tích những cái nền ngắn thì hôm nay nó cũng bật trở lại. Và nhóm thép hôm nay cũng là một nhóm mà thu hút dòng tiền khá là tốt. Tiếp theo nữa nữa là các cổ phiếu mà tích lũy tốt, ví dụ như kiểu KBC hay STC đều vượt đỉnh ấy, thì hôm nay nó cũng tăng khá là tốt. Tiếp theo nữa là DTD, là cổ phiếu mà nó có một cái câu chuyện riêng với các bánh gen đột biến, thì hôm nay nó cũng tiếp tục duy trì là tăng trần. Thì hôm nay các cổ phiếu nhóm khu công nghiệp này, cổ phiếu nhóm thép này, cổ phiếu nhóm dầu khí này đều tăng điểm khá là tốt. Ngoài ra thì các cổ phiếu ví dụ như bất động sản hay là chứng khoán thì hôm nay sau cái đà tăng mạnh ngày hôm qua thì hôm nay có điều chỉnh nhẹ thôi, không có gì quá là xấu cả. Thì hôm nay thì kết phiên thì thị trường tăng đâu đó gọi là tăng nhẹ 0,33 điểm, tương đương với mức tăng 0,03%. Và đặc biệt là có 214 mã tăng thì cho thấy là cái độ rộng của thị trường vẫn đang thể hiện khá là tốt, và cái số mã xanh thì áp đảo số mã đỏ. Tiếp theo nữa là VN30 thì thể hiện sức mạnh kém hơn một chút thì đóng cửa đỏ nhẹ và có 13 mã xanh và 15 mã đỏ. Thì chúng ta có thể thấy là có thể là cái phiên gọi là cái phiên mà cái đà giảm đà 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 tăng nó trước lại là do các cổ phiếu nhóm trụ điều chỉnh. Thì VN30 nó đỏ thì cho thấy là VN30 nó hiện tại đang yếu hơn VN-Index, và dòng tiền hiện tại nó cũng đang tập trung vào các cổ phiếu nhóm Mid Cap và Penny khá nhiều. Còn Blue thì nó sẽ luân phiên để giữ điểm chỉ số rồi, không có quá nhiều điều nổi bật ở trong cái giai đoạn hiện tại. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua thế giới một chút xem hôm nay thế giới có những cái biến động gì không. Thì hiện tại thì mức độ lạc quan của doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ thấp nhất kể từ năm 2013, cho thấy là cái tâm lý khá tiêu cực của các doanh nghiệp, đặc biệt là ở Mỹ, trong cái tình trạng bối cảnh như thời điểm hiện tại. Thứ hai nữa là chúng ta thấy là giá dầu hiện tại thì sau cái phiên hồi phục ngày hôm qua thì hôm nay có điều chỉnh nhẹ, chưa có gì quá là xấu cả. Giá dầu, giá xăng điều chỉnh nhẹ, và giá thép đây anh chị thấy này, giá thép này đang hồi phục khá là tốt. Hôm qua hồi phục và hôm nay tiếp tục cái đà hồi phục của nó, và có thể là với cái nhịp hồi phục này thì giá thép nó sẽ quay lại đâu đó quanh vùng 38.000. Thì có thể là các cổ phiếu dòng thép nó sẽ có một nhịp hồi phục ngắn hạn, có thể là quay lại đỉnh cũ. Ví dụ như các cổ phiếu trạng thái tốt như kiểu Hòa Phát chẳng hạn, thì có thể nó sẽ vượt đỉnh đâu đó, nó sẽ loanh quanh đến những cái vùng đâu đấy quanh vùng mà 225, 24 đấy, mạnh lên được 24 nếu mà giá thép có thể hồi phục tốt. Tiếp theo là mạnh, tiếp theo là Hoa Sen. Đấy. Hoa Sen thì có thể nó sẽ về đỉnh cũ đâu đấy quanh vùng mà 16, 17. Nam Kim tương tự quanh quanh đâu đấy là vùng 16.5 17. VGS hôm nay cũng bật khá là đẹp. Đấy, như hôm qua chia sẻ với anh chị những cổ phiếu nào nó tích lũy này. Đấy. Và có một cây nến gọi tích công hôm nay nó bật lại. Đấy. Và quay lại cái vùng đỉnh đâu đấy quanh vùng mà 14, vẫn là trong cái biên sideways gọi là cái hộp đa vắt bóc này. Anh chị thấy rõ này. Vận động trong cái hộp đa vắt bóc này. Thì cần một phiên break mạnh thì có thể nó sẽ tiến đến những cái vùng đâu đấy xa hơn, đâu đấy quanh vùng 16 chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi nhá, xem giá dầu sắp tới nó sẽ hồi phục có thật sự mạnh hay không, để các cổ phiếu nhóm thép có thể tạo một cái ít nhất là một cái sóng tăng ngắn hạn. Thứ hai nữa là về tình hình giá dầu, thì cũng đang hồi phục thì hôm nay có điều chỉnh nhẹ sau một cái đà giảm. Trước khi cái thông tin của Fed ra, cuộc họp của Fed thì nó có hồi phục đâu đấy từ cái vùng mà 65 đến hiện tại là quanh quanh vùng hơn 70 rồi.
sẽ có thể là sẽ tích lũy quanh đây một thời gian, sau đó thì nó sẽ tiếp tục duy trì tăng. Thật ra thì biên độ của cái nhóm dầu khí này nó vẫn giá nó vẫn loanh quanh đâu đó cái vùng mà đâu đó quanh vùng mà 668 đến quanh vùng 80 đấy, cái biên nó vẫn là đâu đó 4 5 tháng nay rồi, đâu đó từ cái tháng tháng 11 năm ngoái đến giờ thì giá dầu nó vẫn loanh quanh cái biên này. Thì hôm nay thì các cổ phiếu dầu khí cũng hồi phục khá là tốt. Thì với cái việc mà giá dầu hôm nay có điều chỉnh nhẹ thì nó không ảnh hưởng nhiều đâu. Và nhóm dầu khí thường nó sẽ tăng theo giá dầu. Thì hôm nay giá các cổ phiếu dầu khí tăng có thể ngày mai nó sẽ điều chỉnh nhẹ, nói chung là nó kiểu nó sẽ như vậy. Đây là vì sao nhóm dầu khí luôn là cái nhóm mà luôn khuyên anh chị nên trading kiểu T cộng ngắn hạn và giảm mạnh thì chúng ta mua. Còn không mua đua xanh, tại vì các cổ phiếu nhóm dầu khí nó phụ thuộc giá dầu rất là nhiều. Chỉ cần một biến động nhỏ của giá dầu thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đà tăng, thậm chí là nó có thể là điều chỉnh bất cứ lúc nào. Đấy, nên chúng ta cứ cứ canh giảm mạnh cho nó mua. Ok, đấy nhóm dầu khí này. Theo nữa là hôm nay cũng có một cái thông tin, đó là một cái quỹ của Đài Loan tiếp tục rót đâu đó thêm 4.000 tỷ vào thị trường chứng khoán. Thì cái quỹ này là một cái quỹ của Đài Loan trị giá đâu đấy nó tương đương là 742 tỷ à, 42 triệu USD. Đấy, quy mô vốn của và hiện tại nó đang nắm giữ cái tỷ trọng đâu đó chủ yếu là các cổ phiếu gọi là blue chip ngân hàng này, như kiểu là STB, CTG, MB, VBank, Vietcombank. Vậy. Đâu đó thì có thêm chứng chỉ quỹ là nắm tỷ trọng nhiều nhất đó là VN Diamond ETF. Thì quỹ này là quỹ của Đài Loan, Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ đón thêm một cái dòng vốn ngoại mới. Nhưng mà nếu mà quay lại thị trường nó thấy là hôm nay là một phiên mà lại khối ngoại lại bán ròng. Cho thấy là cái áp lực bán ròng lại quay trở lại. Hôm nay thì bán ròng cũng khá là mạnh, bán ròng hơn 200 tỷ. Đây là một phiên mà thị trường điều chỉnh thì cũng có thể là dễ hiểu sau cái phiên tăng mạnh ngày hôm qua. Cái đà bán ròng đã giảm rồi nhưng hôm nay tự nhiên là khối ngoại lại quay lại bán ròng tiếp. Và có thể là trong các phiên sắp tới thị trường nó sẽ giống cái đoạn này, nó sẽ lình xình quanh MA20 rồi đấy tích lũy 2 3 phiên, xong đó nó chỉnh hoặc nó giật lên kiểu như này, xong rồi nó sẽ điều chỉnh tạo hai đáy đây, tức là đây vùng 1040 chẳng hạn, xong rồi nó sẽ tạo lên giật lên, có thể là sẽ giống cái giai đoạn tháng 3 này, nên chúng ta sẽ cùng lưu ý nhé. Thật sự thì trong cái giai đoạn mà thị trường giảm điểm và trong cái biên sideways này thì lúc nào nó cũng sẽ có một cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu tăng, cổ phiếu gọi là nó đi ngược thị trường. Và tại vì đây là giai đoạn sideways nên mà kể cả thị trường giảm thì cơ hội nó vẫn sẽ có. Từ cái giai đoạn mà ví dụ giảm từ cái vùng mà 1080 này về đến vùng mà 1037 rất nhiều cổ phiếu tăng, anh chị thấy trong giai đoạn đó. Ví dụ như chứng khoán như kiểu bất động sản này, hay một vài cổ phiếu riêng biệt như DTD, LSS, các cổ phiếu nhóm đường, nhóm nhựa này. Đấy. Nó vẫn có những câu chuyện riêng tại vì năm nay chúng ta được đánh giá giống năm 2019. Thì những cái cổ phiếu mà có thứ nhất là có kết quả nhanh tốt, thứ hai là được hưởng lợi từ những cái thông tin vĩ mô, ví dụ như thông tin về hạn hán El Nino hay là những cái việc mà giá đường tăng do cũng cũng ảnh hưởng từ cái El Nino đấy. Đấy thì nó cũng sẽ giúp cổ phiếu nó có một cái kỳ vọng về một cái đà tăng. Nên là trong giai đoạn vừa rồi tuy là thị trường điều chỉnh từ vùng 1080 về đến vùng 1030 thì vẫn rất nhiều cổ phiếu tăng điểm. Nên quan trọng trong giai đoạn này vẫn nói với anh chị là chúng ta phải nên tập trung vào cổ phiếu chứ không cần quá quan tâm thị trường. Nếu một cổ phiếu tốt thì nó vẫn sẽ tăng điểm thôi. Và cái biên của thị trường nó đang thu hẹp dần lại. Khả năng cao đâu đó đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì nó sẽ tạo một cái gọi là xu hướng nó rõ ràng hơn. Bây giờ vẫn là sideways thôi thì chúng ta cứ chiến lược đấy mà giao dịch, không phải gì phải vội vàng cả. Và nhìn vào nhóm cổ phiếu thì dòng tiền nó vẫn đang luân phiên, và hiện tại thì hôm nay thì dòng tiền luân phiên sang nhóm khu công nghiệp, rất nhiều cổ phiếu vượt đỉnh như kiểu KBC này, hay là nhóm dầu khí này, nhóm thép này cũng đang hồi phục lại này. Đấy. Nó điều chỉnh luân phiên như vậy, đầu tư công có xu hướng nó nhăm nhe, dòng tiền đang quay trở lại. Thì có thể là nó sắp một vài phiên tới thì những cái nhóm này nó sẽ có thể tăng điểm được, khi mà các cổ phiếu nhóm lớn cảm báo được chốt lời, nó cũng đạt đủ cái kỳ vọng lợi nhuận rồi thì nó sẽ luân phiên sang. Ok, là chiến lược thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn và phân tích từng dòng cổ phiếu một để xem những cổ phiếu nào còn điểm mua hoặc cổ phiếu nào đến cái điểm chốt lời chúng ta sẽ chủ động chốt lời.
Thì hôm nay các cổ phiếu ví dụ nhóm khu nghiệp hôm nay đầu phiên sáng khá là tích cực, ví dụ như KBC này vượt đỉnh này, thì KBC nó cũng hoàn thành cái mẫu hình cốc tay cầm. Đấy, chị thấy rất rõ là KBC nó hoàn thành cái mẫu hình cốc tay cầm nên là hôm nay nó vượt đỉnh, là hoàn thành cái điểm mua, cũng là cái điểm mua gia tăng đối với KBC. Thì kỳ vọng KBC nhịp này nó sẽ lên đâu đó quanh vùng 30. Khá đẹp với KBC để hoàn thành mẫu hình cốc tay cầm. Thì cái ghép của KBC nó sẽ lãnh quanh quanh vùng 30. Tiếp theo là SSC. SSC cũng là một cái cổ phiếu, hai cổ phiếu công nghiệp. Thì những cổ phiếu công nghiệp hôm nay tăng, chúng ta lại nhớ đến cái ký ức năm 2019. Khi mà thị trường rất ít cơ hội thì những cổ phiếu nhóm khu công nghiệp hay cổ phiếu nhóm Viettel nó tăng điểm cực kỳ mạnh, và trong đó cũng có DTD. Nếu mà chúng ta nhìn bật cái đồ thị lớn nhá, bật đâu đó bật chắc tháng này đi, thì năm 2019 DTD cũng có một cái sóng tăng khá là tốt, và năm 2019 cũng nhờ kết quả kinh doanh đột biến đấy. Đâu đó nó cũng rơi vào đâu đó tháng 5 này, tháng 6, tháng 7 và đến kết thúc cái đà tăng đấy vào tháng 8. Có nghĩa là khi mà ra báo cáo kết quả kinh doanh, bắt đầu chuẩn bị ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì DTD nó điều chỉnh khá là mạnh. Thì đây cũng giai đoạn này bắt đầu ra cái báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 cũng là từ tháng 5 thì DTD cũng tăng khá là tốt. Chúng ta thấy là nó có một cái gì đó, nó có điểm giống nhau về những cái việc đánh cổ phiếu, về những cái game của cổ phiếu nó khá là giống nhau. Thì kỳ vọng các cổ phiếu khu nghiệp nó sẽ có thể nó sẽ kỳ vọng như vậy. Nó có một cái gọi là chu kỳ gì đấy, gọi là cái yếu tố lịch sử nó ảnh hưởng đến. SSC cũng tương tự này. SSC thì hôm nay nó tiến đến đâu đó quanh cái vùng, nó bật sớm và tiến đến cái vùng kháng cự, nó đâu đó quanh vùng 35.5 đấy, 36 thì cũng có bảo anh chị chốt lời bớt, thì có thể ngày mai lấp gáp đấy. Có thể ngày mai khả năng cao là đà nó lấp gáp đâu đó quanh vùng 33.5, thì có thể là anh chị bán thì có thể sẽ canh mua lại khi nó test lại đỉnh đấy. Thì chúng ta vẫn duy trì được cái tỷ trọng của chúng ta và tối ưu được lợi nhuận. BHR này hôm nay cũng bật này, thì tiến đến đâu đó quanh quanh vùng kháng cự vùng 425 này, cũng có điều chỉnh nhẹ nhàng thôi, không có gì cả. Tiếp này cũng là cổ phiếu bất động sản công nghiệp đang tích lũy, thì chúng ta có thể để ý được nhá. Cổ phiếu này thì thanh khoản hơi thấp, với một phiên mà có dòng tiền vào này, khả năng cao tiếp trong một vài phiên tới có thể sẽ tăng điểm tiếp được, thì anh chị cũng có thể lưu ý được nhé. Cổ phiếu như cổ phiếu này công nghiệp còn DTD thì quá điểm mua rồi này, D2D. Những cổ phiếu hiện tại như này thì nó thanh khoản khá là thấp nên là nói chung là trạng thái nó ok, nhưng mà khá khó là mua nên chúng ta chỉ theo dõi thôi. GVR này sau phiên bật ngày hôm qua thì nó tiến lại đến cái vùng kháng cự của nó, thì nó điều chỉnh nhẹ thôi, không có gì cả. Kháng cao một vài phiên tới nó sẽ quay lại đâu đó quanh vùng 17, thì chị lưu ý vùng này có thể chốt lời hết được. Ok, tiếp theo sẽ đến với nhóm thép, là một cái nhóm mà hồi phục khá là tốt trong ngày hôm nay. Đầu tiên là Hòa Phát. Hòa Phát thì vừa nãy có chia sẻ anh chị là có thể là nó là cổ phiếu mạnh nhất trong dòng thép ở giai đoạn hiện tại, và nó đang tích lũy khá tốt, thì có thể là trong đoạn tới khi mà thép hồi phục thì nó có thể quay lại đâu đó quanh vùng 17, vùng 22.5, 23. Đấy. Thì vùng này là vùng kháng cự khá là mạnh. Và cổ phiếu này cũng là cổ phiếu blue nên là khi mà tăng lên thì nó cũng cần khá nhiều gọi là tiền lớn tham gia, nên là cái đà tăng của nó sẽ không quá mạnh được. Ai thích trading kiểu tính đầu cơ cao hơn thì có thể ưu tiên Hoa Sen này. Nhưng phải muốn mua thì sẽ đợi cổ phiếu này nó tích lũy lại đâu đó thêm một vài phiên nữa chúng ta sẽ mua. Kỳ vọng nó sẽ quay lại đâu đó vùng 17 và xa hơn là vùng 18. Nam Kim thì yếu hơn, thì chúng ta cũng sẽ theo dõi đợi cổ phiếu nó tích lũy lại nhá. Và nó đang có xu hướng nó mở, đợi nó mở band ra đã. Band nó vẫn đang có hẹp này. Thì để tăng ngay thì cũng khá là khó. VGS hôm nay bật cũng khá là đẹp, thì nó vẫn trong cái hộp đa vắt bóc này, thì kháng cự mạnh của nó là vùng 13.84, thì sẽ canh một lấy chốt lời. Tiếp theo sẽ đến với nhóm dầu khí, là một cái nhóm hồi phục, ví dụ như BVD là cổ phiếu hiện tại em đánh giá là mạnh nhất và lúc nào nó cũng là cổ phiếu dễ đánh nhất. Thì DD bật đang mà BVD bật và nó cũng đang mở band rồi, có thể nó sẽ quay lại đâu đó quanh vùng mà
22.5. Chúng ta sẽ lưu ý vùng này nhé. 22.5, 23 là một vùng cản khá là mạnh của cổ phiếu này. Sẽ lưu ý. Đây, chạm cả. Chốt lời không có gì cả. BBC này cũng bật đèn này. Trạng thái khá giống nhau. Tích lũy này. Và đang quay lại cái vùng kháng cự mạnh của nó, vùng 16.8 17. Có lưu ý vùng này có thể chốt lời được. BSR. BSR thì nó cũng đang tích lũy khá, nói chung là nhóm dầu khí đang tích lũy khá là chặt ở vùng này, đâu đấy nó cũng phải đến 3 4 tháng rồi, loanh quanh vùng này rồi. Đấy. Thì trong thời gian sắp tới nếu tích lũy tốt và giá dầu nó hồi phục lại thì chúng ta sẽ lưu ý nhóm này được, tại vì cái nhóm dầu khí cũng đã chia sẻ, tại vì năm nay cũng là một cái năm mà kỳ vọng vào dầu khí rất là nhiều. Thứ nhất là từ việc mà Nga với Ukraine đánh nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn gọi là nguồn năng lượng. Thứ hai nữa là ở Việt Nam thì cái dự án Lobeomon nó triển khai thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực đến các cổ phiếu nhóm dầu khí. Tại đây cũng là một cái dự án lớn và đem lại những cái lợi nhuận cho những cái nhóm cổ phiếu như dầu khí. BVB này tương tự thôi, bật tiến đến vùng cản, còn nó cản chéo thì nó bị điều chỉnh thôi, loanh quanh rồi. Tiếp theo sẽ đến với qua một chút về một vài cổ phiếu Blue đi. Blue là nhóm mà đang ảnh hưởng, nó gọi là luân phiên nhau giữ chỉ số. Thì hiện tại có Masan thì nó cũng đang loanh quanh vùng đáy, thì có thể là những cổ phiếu dạng này thì nó sẽ không giảm, nó sẽ có thể những nhịp hồi ngắn hạn về những vùng hỗ trợ mạnh, vùng kháng cự mạnh của nó ở đâu đó quanh vùng 78 này. VIX này, VIX sau khi mà thủng cái vùng hỗ trợ mạnh thì nó vẫn loanh quanh đây, tích lũy có thể nó sẽ bật lại, test lại đây, sau đó giảm tiếp. Đúng rồi. Vinhome này. Nói chung những cổ phiếu này thì thanh khoản nó đang gọi siết lại khá là chặt. Vietcombank này. Vietcombank hôm nay test lại này. Phiên điều chỉnh bình thường thôi. BID. Đợt này các cổ phiếu dòng bank đang gọi là giữ chỉ số khá là tốt. MB này, Techcom. Trạng thái khá giống nhau. BSB yếu hơn này. TB Bank bật nền. TB Bank thì nó đang đánh cái kiểu nó cứ loanh quanh đi nền, nó test lại EM10 xong lại bật, test lại EM10 xong lại bật lên. Đấy. Nó vận động kiểu như vậy. Những cổ phiếu dạng này thì cứ điều chỉnh mua thôi. Nói chung là cổ phiếu nhóm bank thì chưa ưu tiên vội. Tại vì thị trường sideways thì muốn cổ phiếu nhóm banh tăng thì chỉ số sẽ tăng rất mạnh. Nên là dòng tiền, bây giờ dòng tiền cũng phải là dòng tiền lớn, dòng tiền quá là mạnh, mà dòng tiền nó yếu, nó khá là phân hóa. Nên nhóm banh cũng không phải là nhóm mà chúng ta ưu tiên làm gì vội cả. Nhóm này thứ nhất là nó nặng thì cần dòng tiền lớn để đẩy lên. Thứ hai, những nhóm này tăng thì nó sẽ kéo thị trường tăng rất là mạnh. Nên chúng ta sẽ đợi với những nhịp thị trường mà xác định một cái sóng mà dòng tiền lớn nó vào mạnh. Còn giờ hiện tại cứ tập trung vào những cổ phiếu mid cap thôi, nó sẽ đem lại một cái biên lợi nhuận tốt hơn. HDBank không có gì. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm tiếp theo, đó là nhóm bất động sản đi. Bất động sản hôm nay điều chỉnh có đích này, là nhóm cổ phiếu tăng trước thì điều chỉnh này, có thể ngày mai nó về test đó. Đâu đó cái vùng đường EM10 đâu đó quanh vùng 17.8 17.5 này anh chị có thể tham gia được nhá. Với bất động sản đất xanh này vẫn loanh quanh nền thôi, chưa có gì cả. SCR này cũng vậy, tích lũy, nói chung là đang tích lũy. Nhà Từ Liêm này đang tích lũy nền ngắn này, có thể để ý được nếu mà mai test lại EM10 rồi quanh vùng 22 này có thể thăm dò được nhá. Giờ này cứ cổ phiếu nào test lại EM10 thì anh chị cứ mua, tại vì nó đã mở một cái trend tăng rồi thì test lại vùng này thì ít nhất nó sẽ giật lên. Thì T cộng anh chị ít nhất biên lợi ít thì cũng được 3, cao thì được 5-8%, thế là ok rồi. Với giai đoạn thị trường hiện tại ở Nam Long này cũng quay lại chuẩn bị EMA, khả năng cao sẽ test lại đường EM10 này. KDH này EMA test lại rồi, khá giống nhau. VC7 là một cái cổ phiếu mà tích lũy khá là dài, một cổ phiếu mà cũng có chia sẻ nhiều về mô hình này. Thứ nhất là cổ phiếu nó tích lũy đâu đấy, đây 5 tháng này, một cây bận này, đấy. Thanh khoản này, đấy, một cây nến gọi là điểm mua sớm đấy. Đường EMA 200 nó đang dần dần, các đường EMA nó đang gần gần hội tụ vào nhau.
cho thấy là sẽ có một cái biến động nào tích lũy tốt, xong rồi hội tụ nhau quá chuẩn bị sẽ có một biến động lớn. Thế anh chị sẽ theo dõi nhé, những cổ phiếu nào mà đang tích lũy nền thì chúng ta sẽ lưu ý. Tiếp theo sẽ nhóm khu công, nhóm đầu tư công đi. Hôm nay nhóm đầu tư công cũng hồi phục lại với LCG này. Những cổ phiếu này thì phải đợi những cái đường MA 20 nó bẻ ngang ra, sau đó tích lũy thêm ít nhất là hết sang đến đầu tuần sau, nếu ok thì có thể mua được nhá. VCG này, tương tự này, Vcon này, HHV trạng thái khá giống nhau. BLC chắc là có BLC hiện đang mạnh nhất tại vì nó đang giao dịch trên cái đường MA 20 rồi. Còn lại các cổ phiếu khác thì nó đàn dưới hoặc nó đi ngang quanh cái vùng đấy thôi. Trạng thái khá giống nhau. Đầu tư công thì có thể là sẽ đặt sang đầu tuần sau. Nó sẽ nếu ok tích lũy tốt thì có thể để ý được. Ngày mai thì trạng thái thì có thể là những cổ phiếu mà test lại đường MA 10 thì anh chị có thể canh tham gia được, cái dạng như kiểu là các cổ phiếu bất động sản này, chứng khoán thì xem khá là yếu, FPS yếu này, BSI này, tích lũy lại này, nhưng mà cổ phiếu này thanh khoản có vẻ đang hơi đuổi dần, để xem là CTS ok này, những kiểu tích lũy kiểu như này, VCI này điều chỉnh này, tích lũy lại có thể ok mua được nhé, có thể kỳ vọng vượt đỉnh được với nhóm chứng khoán. Thời gian tới thì dòng tiền nó sẽ cứ luân phiên thôi, nên anh chị cứ tập trung vào những cổ phiếu thứ nhất tích lũy, thứ hai là test lại những cái đường MA 10 điều chỉnh thì chúng ta sẽ tham gia. Ok, đấy là một vài chia sẻ một vài nhóm cổ phiếu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần 2 video này, nhận định phái sinh. Cái phái sinh thì hôm qua thì cũng có chia sẻ là khả năng cao thị trường nó vẫn sẽ duy trì và tiến đến những cái vùng cao hơn. Thì hôm nay nó quay lại đâu đó vùng kháng cự 45-46, thì tiến đến gần vùng này thì nó gặp áp lực điều chỉnh, và hôm nay khả năng cao ngày mai nó sẽ đi ngang đây. Đấy. Đấy. Xong rồi nó sẽ giật lên một nhịp nữa, nếu mà khỏe thì nó sẽ vượt, còn không thì nó sẽ tiến đến những cái vùng 46-47 này. Đấy. Nó sẽ điều chỉnh lại, test lại, nhưng sẽ kỳ vọng ngày mai đầu phiên mở nó sẽ lanh quanh quanh cái vùng này, biên độ đấy vùng 40 đến 43, có thể nó sẽ tích lũy ở đây, xong nó tích lũy ok thì xong nó sẽ tăng. Đấy. Xem nó có vượt ở vùng này không, nếu vượt vùng này thì khả năng cao nó sẽ tiến đến những cái vùng 50 đến 55. Ngày mai thì vẫn sẽ có thể là ngày mai sẽ là một phiên giao dịch biên hẹp hơn nhé, chúng ta sẽ cùng lưu ý. Còn chi tiết hơn thì chúng ta sẽ theo dõi vận động trong phiên và tối nay xem thế giới nó hồi phục hay là nó tăng điểm hay là nó điều chỉnh như thế nào để chúng ta đưa ra kịch bản nó kỹ rõ nét hơn. Thì nếu anh chị nào muốn nhận lệnh chi tiết trong phiên thì hãy tham gia Zoom tư vấn, quét cái mã QR góc bên phải màn hình này, tham gia Zoom thì em sẽ tư vấn anh chị trực tiếp trong phiên. Còn với cơ sở thì nhận định thì sẽ ở cái link kim ở bên phần comment nhé, anh chị ấn vào đấy tham gia thì em sẽ update những cái thông tin trong phiên. Còn muốn tư vấn điểm mua điểm bán chi tiết thì anh chị hãy chuyển ID về làm khách hàng và kết bạn Zalo với em thì em sẽ hướng dẫn, ví dụ như số điện thoại là 0945837263 thì inbox với em thì em sẽ hướng dẫn anh chị và tư vấn anh chị điểm mua điểm bán rõ ràng. Ok, thì video đến đây cũng kết thúc thôi, thì hẹn anh chị vào các video sau. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên cho em xin một like, một comment và chia sẻ video này đến rộng rãi nhiều anh chị nhà đầu tư hơn. Chúc anh chị buổi tối tốt lành.